Chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh YouTube Ambe Vừa Đồ Đẹp. Thì dạo gần đây em nhận được rất là nhiều phản hồi từ các anh là Ambe Shop có mẫu bật lửa nào nhỏ gọn và kèm móc khóa, hay là mẫu bật lửa nào mà thích hợp đi phượt, hay những mẫu bật lửa sinh tồn nào đẹp không. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một chiếc bật lửa sinh tồn được bán chạy nhất nhì tại Ambe Shop các anh nha. Một chiếc bật lửa với mã hàng là CF017 đến từ thương hiệu GF các anh nhé. Wow, một chiếc bật lửa rất là tuyệt vời cũng như là rất là bắt mắt luôn đúng không ạ? Mẫu CF017 này có rất là nhiều phiên bản màu để các anh lựa chọn luôn các anh nha. Mẫu này thì chúng ta có phiên bản màu bạc, vàng, đen, đỏ cũng như là màu xanh trên tay em đang cầm các anh nha. Màu sắc rất là tươi tắn cũng như là cực kỳ là trẻ trung luôn. Rất là đẹp, kèm theo móc khóa rất là tiện lợi giúp các anh có thể treo vào ba lô, hoặc là mình có thể treo vào chùm chìa khóa, cực kỳ là tiện lợi luôn các anh nha. Được làm từ kim loại rất là bền đẹp cũng như là khả năng chống nước luôn các anh nhé, có khả năng chống nước cực kỳ là tuyệt vời luôn, giúp các anh có lửa ở mọi môi trường dù là khắc nghiệt hay là bình thường các anh nhé, rất là tuyệt vời luôn. Sản phẩm thì sử dụng xăng đá chung với Zippo, rất là dễ dàng thay thế cũng như là tìm kiếm luôn. Mẫu này thì rất là đặc biệt, đó chính là các anh có thể quan sát được dung lượng xăng của chiếc bật lửa này, giúp các anh có thể chủ động hơn trong mọi chuyến đi, giúp các anh có thể chủ động hơn rất là nhiều ạ. Tránh khi mà mình đang đi xa nhưng mà lại hết xăng ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Mình chỉ cần vặn phần nắp này ra là mình có thể lên lửa rồi các anh nhá. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Lửa rất là nhạy. Tuy nhiên thì mẫu này em chưa có châm xăng nên là chưa có lên lửa các anh nhá. Rất là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Một chiếc bật lửa sinh tồn rất là độc đáo cũng như là cực kỳ là nhiều ưu điểm, rất là nhiều ưu điểm để cho các anh có thể sử dụng nó luôn. Bởi vì khả năng chống nước cực kỳ tốt cũng như là mang lại rất là tiện lợi, mang khi di chuyển cực kỳ là tiện lợi và rất là bền bỉ luôn. Còn lý do gì mà chúng ta không lựa chọn mẫu bật lửa này đúng không ạ? Và có rất là nhiều màu sắc để cho các anh lựa chọn. Thì khi mà gọi điện đặt hàng thì các anh lưu ý nhắc các bạn nhân viên bên em là mình thích màu gì, để các bạn nhân viên bên em đóng gói gửi đúng mẫu, đúng màu cho các anh nhé. Tránh mất thời gian của các anh ạ. Anh nào mà quét cái mã sản phẩm này mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới, Ambe Shop sẽ có bạn nhân viên liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tránh mất thời gian thì các anh có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình các anh nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.